Cùng với cái nhận định của chúng ta về DXY thì chúng ta có thể thấy được là vàng có khả năng sẽ quay đầu giảm điểm về test lại khu vực 179 và sau đó nó mới bật lên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Emfrex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay, như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với một tuần mới và chúng ta sẽ bắt đầu với những nhận định ở trong tuần này. Để xem là đối với vàng, với tiền và với dầu và Bitcoin ở trong tuần này chúng ta sẽ giao dịch như thế nào và những cái gợi ý, những cái thông tin của mình có thể gửi cho mọi người. Rất hy vọng là có thể sẽ giúp cho mọi người có một tuần mới giao dịch thành công nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Và trước khi bắt đầu thì như thường lệ chúng ta sẽ điểm lại kết quả chúng ta giao dịch ở trong tuần trước, chúng ta có được những cái nội dung gì. Và mình đang khá là tò mò với mọi người, đó là kết quả của mọi người trong tuần trước là thắng hay là thua, thì mọi người để comment ở dưới video này giúp mình. Và đây là kết quả của mình ở trong tuần này. Như mọi người thấy là ở thời điểm hiện tại mình đang có hai nhóm, một nhóm là nhóm đánh ngắn, thì nhóm này sẽ chuyên chỉ tập trung đánh vàng và đánh Bitcoin. Thì đây là kết quả của mình trong một tuần trước với tổng số lợi nhuận trong tuần từ 26 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 là 714 pip. Và trong tuần này mình chỉ tập trung là mình đánh vàng. Vậy thì cái câu hỏi mọi người đặt ra là nếu chúng ta thấy kết quả nó khá là lớn thì những cái người ở trong nhóm họ có được cái kết quả là có lãi hay không? Thì mình đã có làm một cái bài tổng kết và hỏi cho mọi người nếu ai có lãi thì comment một ở trong đây. Và mình rất là vui thấy cũng đang có rất là nhiều người có lãi, tài khoản 3.000 lời 1k9 đó. Thì đây là những cái điều mình cảm thấy rất là vui. Và ngoài ra là ở trong tuần thì mình cũng vẫn hay thường hỏi mọi người, đó là mình hỏi mọi người hôm 23 tháng 7 thì ai có lãi thì comment một. Thì cái số lượng người có lãi và tổng kết ở trong tuần vừa rồi, ở trong tuần trước nữa thì như mọi người thấy là kết quả đang tương đối là ổn và tương đối là ok. Và cái nhóm thứ hai của mình ở thời điểm hiện tại đó là nhóm Private, thì nhóm này mình sẽ đánh thêm cả tiền và mình vẫn đánh cả Bitcoin và đánh cả vàng. Tuy nhiên ở trong nhóm này khác biệt với nhóm trước là nhóm này mình sẽ đánh những lệnh dài hơn và những cái lệnh mà mình sẽ ăn được cái take profit và cái TP nó sẽ lớn hơn. Thì kết quả ở trong nhóm này nó là 507 pip đối với nhóm Private. Vậy thì tổng một tuần mình đã được hơn khoảng 1.100, 1.200 pip gì đó mà mình cảm thấy khá là hài lòng và khá là ok. Và điều là mình thấy rất là vui và thấy rất là tự hào, bởi vì ngoài những cái thắng lợi của mình là mình đã giúp cho mọi người có những kết quả giao dịch rất là tốt. Và mọi người chỉ cần lưu ý một điều, đấy là hai nhóm này thời điểm hiện tại mình đều miễn phí và mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Cũng như là để tham gia thì rất là đơn giản, bằng cách mọi người có thể vào YouTube của Emfrex và bấm vào bất cứ một cái video bất kỳ. Sau đó mọi người sẽ kéo xuống cái phần mô tả dưới video đó và mọi người bấm vào phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí là cách đơn giản nhất. Hoặc cách khác là mọi người có thể liên hệ với các bạn thư ký của mình theo số điện thoại mà hiển thị ở trên màn hình để các bạn có thể hỗ trợ được cho mọi người. Và đấy là kết quả của mình trong tuần trước. Kết quả của mọi người như thế nào thì mọi người có thể chia sẻ với mình. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái nội dung của chúng ta ở trong tuần này. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích của chúng ta với nhận định về DXY. Và đây là một cái biểu đồ khá là quen và chúng ta sử dụng rất là nhiều lần từ trước đến nay, kể từ khi mình bắt đầu giao dịch. Và cái phương pháp của mình là mình sẽ phân tích dựa trên DXY, để từ DXY mình sẽ đưa ra phương hướng của các cặp tiền cũng như là phương hướng của vàng. Vậy thì ở đây chưa có gì, nó có những cái vùng đỉnh ở khu vực này là 93. Tuy nhiên là giá nó chưa đến được khu vực này và giá quay đầu giảm điểm. Vậy thì làm sao biết chúng ta có thể thấy được nó giảm điểm ở đây? Thì ở trong những video trước mình đã nói cho mọi người này rất là nhiều rồi. Bởi vì ở đây nó xuất hiện một cái phân kỳ giảm khi giá liên tục đi lên nhưng RSI đi xuống. Và kết phiên ngày hôm trước thì nếu nó đang đóng ở quanh cái khu vực hỗ trợ ở đây, tức là khu vực 91.6 đến khu vực 91.8. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được là ở thời điểm hiện tại giá nó đang có một cái cấu trúc giảm với những cái đỉnh sau thấp dần. Với những cái đỉnh sau thấp dần và nó cho chúng ta thấy là DXY đang có một cái giá giảm điểm của nó. Tuy nhiên, một cái cây nến xanh vào hôm 30 tháng 7 và một cây nến đỏ ở đây. Vậy thì trong tuần sau, DXY sẽ giao dịch như thế nào? Thì mình nghĩ chúng ta sẽ cần phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Chúng ta sẽ sử dụng thêm cả những cái đường MA bên này chúng ta xem. Như mọi người thấy ở đây chúng ta có một cái vùng hỗ trợ quanh khu vực là 918 và 916 đúng không ạ? 918 và 916 là quanh khu vực này. Và nó có một cái nhịp mình nghĩ nó có thể hồi lên từ cái khu vực này 916, 918 ở đây, ở cái khu vực ở dưới này. Và mình nghĩ là nó có thể nó sẽ hồi một nhịp hồi lên xong nó sẽ rơi xuống. Chúng ta thử sử dụng một cái chart trơn để chúng ta xem và chúng ta phân tích xem nó sẽ như thế nào. Đây, ở trong tuần trước thì cái nhận định của mình là giá đã chạm vào cái vùng hỗ trợ ở đây và giá nó tụt xuống.
Và đến thời điểm này chúng ta sẽ có phải bổ sung vào cái chart này. Đây là cái vùng hỗ trợ của nó tại thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Và giá đang chạm vào cái vùng này và đã bật lên. Vậy thì trong tuần này chúng ta sẽ thấy diễn biến của nó như thế nào? Có thể nó hồi lên được đến trên này và nó sẽ rớt xuống được hay không? Thì đây sẽ là một cái mũi tên giả định của mình, và mình sẽ quay trở lại với những cái đường MA mình hay dùng để chúng ta đưa ra cái nhận định. Vậy thì mình nghĩ ở đây là một cái nến Marubozu rất là dài và nó đang ủng hộ cho một xu hướng tăng tương đối là mạnh. Vậy thì mình nghĩ là trong tuần sau giá sẽ đi như thế này và có thể sẽ có một cái nhịp điều chỉnh như thế này. Như vậy sẽ tương đối là hợp lý với một cái trend giảm của DCI, đúng không ạ? Đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống và đi lên, đi xuống ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ kết hợp tất cả những cái yếu tố và những cái thông tin này vào với nhau như thế nào? Đây sẽ là mốc 92.6. Vậy trong tuần sau mình kỳ vọng nó sẽ hồi phục lại lên được quanh cái khu vực này và tiếp tục cái đà giảm điểm. Và một khi mà chúng ta thấy một cái sự tăng điểm của DXY thì chúng ta sẽ thấy là vàng sẽ giảm, EU sẽ giảm, GU sẽ giảm, đúng không ạ? Chúng ta xem thử US10 để chúng ta bổ trợ thêm cho cái nhận định chúng ta. Đối với US10 thì giá nó cũng có một cái xu hướng mạnh hơn, đó là một cái xu hướng giảm điểm tương đối là rõ rệt. Và khi mà US10 giảm điểm thì chúng ta sẽ thấy được là một cái sự kỳ vọng tăng giá của vàng. Tăng giá của vàng. Tuy nhiên đối với US10 thì mình nghĩ nó sẽ lại hồi lại cái đường MA này và nó sẽ rớt xuống. Tức là nó sẽ đi như thế này. Một cái nhịp hồi lên xong đó nó sẽ lại rớt xuống. Và quay trở lại DXY, chúng ta sẽ xem thêm sử dụng chỉ báo. Thì đây chúng ta sẽ thấy là RSI đã rơi vào khu vực quá bán rồi và đang bắt đầu ngóc đầu lên. ADX với DMI đang cho thấy là giá có dấu hiệu hồi phục. MACD thì MACD đang cắt đường signal, histogram đang vượt lên trên trục không, thì cho thấy khả năng một cái sự hồi phục lại của giá ở trong tuần tới. Và nếu chúng ta xem một khung này thì đây MACD lại có một nhịp hướng xuống, nó đang hơi bị nhiễu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem như thế nào. 1 giờ thì ở đây xuất hiện một cái phân kỳ tăng nhẹ và MACD đã bắt đầu ngóc lên. Khá là khó và khá là phức tạp ở trong tuần sau. Tuy nhiên mình nghĩ là mình sẽ vẫn giữ lại cái nhận định của mình ở trong tuần sau, đó là DXY sẽ có một nhịp hồi lên 92.487 xong bắt đầu quay đầu rớt điểm, và cái xu hướng chính của nó ở trong tuần sau sẽ là giảm điểm. Và mình sẽ ủng hộ cho cái xu hướng là vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh và tiếp tục tăng giá trong tuần sau. Chúng ta sẽ cùng xem về những cặp tiền trước. Chúng ta sẽ khởi động với EU. Thì như ở trong toàn bộ những video trước thì chúng ta đã thấy được là mình đã nói là EU xuất hiện một cái phân kỳ tăng và chúng ta có một cái điểm chúng ta mua ở đây thì khá là ok và khá là hợp lý, và chúng ta có mức take profit rồi chúng ta được là 2.23. Và ở thời điểm hiện tại thì sao? Ở thời điểm hiện tại thì giá đã phá qua khỏi cái đỉnh này, nhưng nó là một cú phá vỡ giảm và tụt lại về đây. Vậy thì chúng ta đang kỳ vọng là DXY hồi lên một nhịp và bắt đầu giảm điểm, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cho thấy được là EU sẽ có một cái nhịp điều chỉnh ngược trở lại với khu vực này. Mình nghĩ là nó sẽ hồi lên đây một chút và sẽ bắt đầu đi xuống đây, và xong sau đó đi lên để phù hợp với cái nhịp đi của DCI. Và đối với EU ở trong tuần sau thì mình cho thấy rằng nó sẽ hồi về khu vực này. Và khi giá hồi về khu vực đó, MACD đang chuẩn bị cắt xuống này và ADX với DMI đang chuẩn bị đi trừ cắt lên cái đường đi cộng. Vậy thì cái khả năng giảm điểm của EU ở trong tuần sau tương đối là cao, nhưng chúng ta nên đợi những cái nhịp hồi về những cái vùng ở dưới này chúng ta mua thì nó sẽ ok và sẽ an toàn cho chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Và một khi chúng ta mua ở đây thì cái nhịp SL chúng ta ở dưới này, và tự nhiên cái mức TP của chúng ta sẽ ở đâu? Ở trên này nó thừa sức đạt được mức RR 1,5 mấy và 1,1 thì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Còn đối với GU mình cũng đang kỳ vọng là nó quay đầu nó rớt điểm trở lại sau một cái nhịp tăng của chúng ta ở trong cái phiên trước.
Và giá đang quay trở lại test lại cái vùng đỉnh cũ ở đây, nhưng mà mình cho thấy rằng cái vùng này nó không phải là một cái vùng quá là an toàn đây. Tất cả những cái yếu tố đều đang cụp xuống, đều đang chỉ xuống này. Và mình sẽ thấy được một cái nhịp nó hồi về đây, xong nó đi lên. Lên đâu thì chúng ta đang vẽ tạm một cái mũi tên ở đó và chúng ta sẽ giải những cái điểm mua của chúng ta. Mình nghĩ là mua quanh cái khu vực này thì khá là an toàn rồi. Giá nó sẽ đi xuống và nó sẽ đi lên, đúng không ạ? NU thì sao? Vẫn đang ở trong một cái chân giảm và nó chưa rõ ràng nên mình tạm bỏ qua cặp này. AU, chúng ta đang chờ đợi một nhịp hồi trên này và rơi xuống, nhưng ở thời điểm hiện tại thì giá đã không hồi lên được và giá nó gần như đã đây có một cái chân giảm ở đây rồi. Và đối với AU mình không tự tin lắm, nhưng mình sẽ đưa ra một cái phương án như thế này. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đợi, chúng ta sẽ sell ở hai khu vực này, hai khu vực đỉnh cũ của nó, 737 và 740. Và sau khi chúng ta sell thì chúng ta sẽ kỳ vọng cái mức TP chúng ta về khu vực 725. Và đối với những cái entry như thế này thì SL chúng ta đặt ở trên đây và TP chúng ta đặt ở dưới này. Thì mức độ nó là được 1,8 mấy thì mình nghĩ khá là ok và khá là ổn, đúng không ạ? Tương đối là dễ để chấp nhận đối với những cặp tiền ở trong tuần sau. Và sang những cặp mà có USD đứng ở đằng trước, điển hình là UZ. Thì như ở đây mọi người đã thấy được là giá nó vẫn đang loanh quanh ở trong một cái khu vực này và giá nó chưa phá khỏi cái vùng, chưa phá khỏi cái vùng đáy này, đúng không ạ? Bởi vì trong tuần này chúng ta kỳ vọng là UZ sẽ DXY sẽ giảm, nên chúng ta sẽ cần phải theo dõi và quan sát rất là chặt cái vùng này, nên mình sẽ không có mua vào hay bán ra ở đây. Và nó có thêm một cái vùng đỉnh của nó ở thời điểm hiện tại và nó hiện thời chưa thể phá vỡ được ở đây, đúng không ạ? Nó vẫn đang gần như đang sideways quanh quanh trong cái đoạn này, nên là mình nghĩ rằng nó sẽ đi như thế này, tạm thời nó sẽ sideways như thế này. Và chúng ta sẽ sell ở trên 110 chấm mấy ở đây và chúng ta sẽ đợi về 109.46 cho nó buy. Giá đang sideways mà, và khi nó tích lũy và nó phá ra đủ khỏi khu vực này, chúng ta sẽ buy hoặc sell tương ứng. Còn ở thời điểm hiện tại, chúng ta canh đỉnh và đáy, chúng ta mua lên hoặc chúng ta bán xuống là ok. UCAT cũng tương tự. Đây là một cái trend tăng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó đang mất đi cái vị thế và cái đà tăng của nó rồi. Nên là đây nó sẽ không phải là một cái deal mình nghĩ là tốt, nên là chúng ta sẽ bỏ qua UCAT. UCSF thì như các bạn đã thấy là giá chạm vùng đỉnh này và rớt xuống tương đối là mạnh rồi. Và với một cái đà rớt xuống như thế này thì khả năng nó đi xuống sẽ tương đối là cao, đúng không ạ? Và cho cứ đợi nó hồi lên được những cái nhịp ở trên này, cho sell xuống. Sell xuống là ok, đúng không ạ? Để nó thuận với cái nhịp của DXY. Một nhịp hồi và một nhịp nó sẽ rớt điểm đi xuống, đúng không ạ? Mình nghĩ như vậy là quá đủ với những cặp tiền ở trong tuần sau. Sang với vàng thì sao? Ở thời điểm hiện tại là vàng nó đang ở trong một cái mô hình rất là khó chịu. Nó là như sau. Đó là nó một phần nó đang tạo ra một cái mô hình hai đỉnh ở đây. Khi mà nó lên khu vực 1831 và 1832, nhưng nó đã quay đầu giảm điểm tương đối là mạnh. Và cái khu vực 1831, 1832 này là khu vực mà trong tuần trước rất nhiều người đang nghĩ đến đây nó sẽ tiếp tục nó tăng lên 185 mấy. Nhưng ở trong nhóm private thì mình có nhắn cho mọi người vào ngày 29 là mình sell ở 1831, 1832 ở đây. Và cái lệnh sell đó nó đạt mức profit của mình tương đối là lớn khi mà mình gồng được từ trên đỉnh này xuống dưới này nó phải lên được khoảng 13, 14 giá. Thì mình nghĩ khá ok đến 29, 30 này. Mình vẫn giữ lệnh sell 1831, 1832 và thực sự đến buổi tối ngày hôm 31 là giá nó bắt đầu chạy. Giá mới bắt đầu chạy và đây, giá nó mới bắt đầu chạy 1832 về 1822 đã được 10 giá cho vàng rồi. Và đây với entry mình thực sự cảm thấy rất là thích và mình cảm thấy nó đem lại cái giá trị rất là nhiều trong tuần giao dịch vừa rồi. Và kết quả giao dịch tốt ở trong tuần trước không có nghĩa là trong tuần này nó sẽ đem lại một cái mô hình tốt, bởi vì mình sẽ phân tích cho mọi người ở đây nó là một cái mô hình hai đỉnh. Và đến cái thời điểm này giá nó loanh quanh giữa cái vùng được tạo ra bởi 1814 và 181798. Tức cái vùng cổ của nó ở đây.
nó chưa thoát ra khỏi cái khu vực này, nên là chưa có được một cái manh mối gì rõ ràng ở đây. Và những cái đường MA ở đây nó đang ở trong trạng thái là sideways vì nó đang khá là sít vào với nhau. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy một dấu hiệu là MAC bắt đầu cắt xuống này, ADC bắt đầu cắt xuống này. Vậy thì cùng với cái nhận định của chúng ta về DXY thì chúng ta có thể thấy được là vàng có khả năng sẽ quay đầu giảm điểm về test lại khu vực 179 và sau đó nó mới bật lên. Và mình chưa để cái mũi tên kỳ vọng này ở đây, nhưng ở trong tuần này thì làm như thế nào để cho khá là an toàn, mình nghĩ là chúng ta nên giải bài những khu vực tương đối là thấp thì nó sẽ đem lại được cái ổn định cho chúng ta hơn. Tức là mình sẽ cố gắng bay quanh khu vực 1790 và khu vực 1785, chứ mình không cố gắng bay trên những khu vực xa hơn. Mặc dù là ở đây nó sẽ có một khu vực hỗ trợ của nó khu vực 1799, nhưng mình cảm thấy không quá là tự tin về cái mốc đó 1799. Nên mình sẽ để quanh khu vực 96 và khu vực 90 mình buy, nó sẽ ổn định và sẽ an toàn hơn. Và một khi nó không giữ được giá của nó ở khu vực 1790 thì mình sẽ sell mạnh về cái khu vực ở dưới này. Chúng ta sẽ xem cùng với Kettner chúng ta sẽ có điều gì. Đây là Kettner ở khu vực khung thời gian là H4, là giá vẫn đang loanh quanh trong Kettner và đang được đỡ bởi những khu vực này. Tuy nhiên như mình đã nói, ở đây có vùng đỉnh 1795, vùng đáy 1795, 1790, vùng 1831, nên là mình không có tự tin lắm. Đối với H1 thì sao? H1 thì giá đang cho thấy là giá đang bắt đầu xu hướng nó đang giảm đi rồi, nên là có thể chúng ta sẽ sell lại 1822, nhưng mà sell 1822 chúng ta để SL 1832 tương đối là xa, đúng không ạ? Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên làm gì? 1822 mà chúng ta để SL ở trên này được tận 10 giá, mình nghĩ là sẽ tương đối là khó để chúng ta có thể chịu được. Vậy thì mình nghĩ là chúng ta nên đợi xuống 1796, 1790 và chúng ta sẽ mua ở dưới này. Với kịch bản nho nhỏ của nó là nó có thể sẽ hồi lên và nó sẽ rớt xuống. Hồi lên một cái nhịp nhỏ lên trên 1725 này và rớt xuống đây. Và sau đó nó sẽ đi lên. Đây là hai kịch bản của mình ở trong tuần sau và mình cảm thấy chúng ta nên đi theo phương án an toàn, tức là chúng ta đợi về 1796 và 1790. Và mình nghĩ là hoàn toàn nó có thể nó sẽ retest lại về khu vực này. Bởi vì như cái phần trước đã nói là mình kỳ vọng là DXY nó sẽ quay trở lại, nó sẽ hồi lên khu vực này và sẽ quay trở lại. Thì khi mà nhịp hồi của DXY thì khả năng là vàng sẽ quay đầu giảm điểm, đúng không ạ? Và đây là cái đồ thị của vàng. Nó phá ra khỏi trên giảm, nhưng ở đây nó tạo mô hình 2 đỉnh và nó quay trở lại. Thì nó sẽ có một cái vùng đỉnh nhỏ nhỏ của nó ở đây. Mình không, đây một vùng 1722 này là cái vùng mình đã nói và đã đề cập. Thì đó, mình mới nói đây là cái lý do tại sao về khu vực 722, về khu vực 1795 và 1790. Nên chốt lại, mình sẽ có hai phương án. Đó là lên 1722 và 1725 và mình sẽ đợi cái phản ứng của nó, cái vùng này, tức cái vùng đỉnh cũ, xem nó có rút dầu ở đây không, thì mình sẽ sell xuống từ khu vực này xuống dưới 1796, 1790. Và cái phương án thứ hai an toàn hơn, mình sẽ đợi về hẳn 1796, 1790 và mình sẽ mua lên, đợi nó test lại đỉnh cũ 1730, 1728. Và đấy là kế hoạch của mình ở trong tuần sau đối với vàng, khá là an toàn và khá là chi tiết. Còn đối với những thông tin khác mà muốn đánh scalp thì mình luôn cập nhật cho mọi người ở trong nhóm đánh ngắn và siêu ngắn này. Thì trong nhóm này hầu hết là mình đánh ăn ngắn và cái kết quả của mình đạt được tương đối là tốt. Đây là một cái tổng kết nhỏ, mình thường ăn từ tầm 20-30 pip, thậm chí có những lệnh mình ăn 10 pip và mình cảm thấy không hài lòng, mình sẽ chốt những cái lệnh đó luôn. Đánh ngắn thì cái tiêu chí của nó luôn là nhanh, gọn và an toàn. Còn với dầu thì sao? Sau những cái buổi họp của OPEC và OPEC cộng thì đây là cái phương án của mình ở trong tuần trước. Và một cái mô hình vai đầu vai nó đang được hình thành và đang được kích hoạt ở đây. Và trong tuần này với cái nhịp tăng của dầu thì mình nghĩ nó sẽ giữ nguyên cái phương án của mình là nó sẽ quay trở lại khu vực 75.5. Vậy thì những cái người mà đã lỡ cái nhịp buy của chúng ta ở trong tuần trước, nếu các bạn không theo dõi được video của mình trong tuần này thì chúng ta có thể buy được ở đâu, thì mình nghĩ là 72.8, 72.16 và 71.67 là những cái điểm chúng ta có thể giữ cái lệnh buy của chúng ta được. Và
chứ vẫn đợi nó lên 75.5 mà nó sẽ rớt xuống. Mình nghĩ là hoàn toàn có thể và hoàn toàn hợp lý. Đó. Còn với dầu về dài hạn thì mình không nghĩ được là nó có thể sớm nó phá qua được cái mốc là 76 đến 77 đô la Mỹ một thùng. Nó tương đối là khó nên chúng ta cứ đợi lên vùng này. Nếu nó lên thẳng được lên 75 và 76 ở trên này luôn thì việc chúng ta cần làm là khá là rõ ràng rồi. Canh sell ở cái vùng đó, sell xuống bởi vì đây là cái vùng đỉnh của nó trong vòng bao nhiêu lâu? 3 năm gần nhất từ tháng 7 2018. Và một khi chúng ta giữ được cái vị thế sell đẹp của chúng ta xuống đây thì chúng ta sẽ ăn được rất là nhiều cho những cái lệnh dài. Còn về lệnh ngắn thì chúng ta cứ đợi những cái vùng quanh 72 chúng ta sẽ giải lệnh mua chúng ta thì mình nghĩ là hoàn toàn ok và hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng về cái tài sản mang tính rủi ro rất là cao đó là Bitcoin thì như mình đã nói mọi người trong rất là nhiều video trước. Và đây là cái video hôm trước mình đã gửi đến cho mọi người vào ngày 22 tháng 7, tức là cách đây tầm khoảng hơn một tuần. Và mình đã đưa ra cái nhận định của mình là mình buy ở quanh khu vực 31 và khu vực 30. Và đến thời điểm hiện tại là Bitcoin nó đã lên khu vực 42.000, 41.000. Và đây một cái phần thưởng rất là lớn cho cái việc giữ được những cái vị thế buy đẹp. Và chúng ta đã có mức lợi nhuận lên đến là 12.000 đô. Mới 12.000 đô tức khoảng 200 đến 240 triệu cho một Bitcoin chúng ta có thể mua được. Và với một cái đà tăng tương đối là mạnh này, từ ngày 21 tháng 7 nó đã có đến tận 9 cái phiên tăng điểm liên tục và tăng đang tương đối là mạnh. Và trong cái thời điểm mà nó quay trở lại test lại khu vực 41.000, 42.000 là khu vực đỉnh cũ và ai cũng đang kỳ vọng là nó sẽ đi lên lại khu vực 50.000 thì chúng ta ở đây nên làm gì? Chúng ta nên đợi những cái nhịp hồi về, chúng ta sẽ mua lên thì nó sẽ an toàn hơn. Vậy nó hồi về đâu? Nó sẽ quanh những khu vực này, chúng ta sẽ có thể mua được 40.000, 37.000 và 36.000. Lưu ý chiến lược này sẽ dành cho những nhà đầu tư dài hạn chứ không phải những người đánh lướt ngắn hạn. Bởi vì để chịu được những cái mức biến đổi giá rất là lớn như thế thì nó sẽ không phù hợp với những cái người đánh ngắn hạn đâu. Và một khi nếu mà nó xuất hiện nguyên một cây nến xanh đến thời điểm thứ hai các bạn xem video này, nếu mà nó xuất hiện nguyên một cây nến xanh mà nó phá hẳn ra khỏi vùng 44.000 và 45.000 thì cái nhịp tăng này nó sẽ rất là mạnh và lúc đó chúng ta có thể mua vào luôn, không phải đợi một cái nhịp của nó hồi về nữa, đúng không ạ? Và trên đây là toàn bộ những cái nhận định của mình về thị trường đối với những cái loại hàng hóa và có tính rủi ro cao, và rất là hy vọng mọi người có thể sử dụng những thông tin này một cách hữu ích và đảm bảo được cái kế hoạch giao dịch tốt của mọi người trong tuần sau. Và nên nhớ Forex luôn là một lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, luôn cẩn trọng trong việc đầu tư bằng cách quản lý vốn thật tốt và nghiên cứu thật kỹ những cái chiến lược giao dịch. Và chúc mọi người có một tuần giao dịch mới thành công và luôn có lợi nhuận. Cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.